Chuyện về người anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong, Trịnh Văn Huyền. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian tham gia đội thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, anh hùng Trịnh Văn Huyền, khi đó là B trưởng B1 của C293, đội 34 thanh niên xung phong, đã cùng đồng đội nghĩ ra nhiều sáng kiến phá bom, lấp đường nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ông còn dũng cảm quên thân cứu 8 xe đạn trong khi địch bắn phá ác liệt trên đèo Pha Đin, được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen ngợi. Để hiểu hơn về ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Nhận định của Đảng ta về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định, trên mặt trận Điện Biên Phủ, vấn đề bảo đảm cung cấp lương thực, đạn dược là một nhân tố vô cùng quan trọng. Quan trọng không kém các vấn đề chiến thuật, khó khăn về cung cấp lương thực, không kém khó khăn về tác chiến. Tình hình cung cấp khẩn trương từng ngày, từng giờ, không kém tình hình chiến đấu. Quân địch không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta có thể khắc phục được khó khăn này. Bọn đế quốc, bọn phản động không bao giờ đánh giá được sức mạnh của cả một dân tộc, sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh đó có thể khắc phục tất cả mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù. Khó khăn lớn nhất của công tác hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ là nguồn bảo đảm tại chỗ không đủ. Vật chất hậu cần chủ yếu phải vận chuyển từ xa đến, phải qua nhiều địa hình phức tạp, bị địch tập trung đánh phá ác liệt. Trong suốt thời gian khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc chiến dịch, trên các tuyến từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Sơn La dài hơn 600 km, tuyến từ Nho Quan, Ninh Bình và Thanh Hóa lên Sơn La dài hơn 300 km, quân Pháp dùng máy bay đánh phá 1.186 trận, ngày cao nhất sử dụng 250 lần chiếc máy bay, có cả B-26. Các đèo Lũng Lô, Pha Đin, các đầu mối giao thông quan trọng như Con Nòi, Tuần Giáo là các trọng điểm đánh phá của địch. Để bảo vệ các tuyến vận tải, ta đã điều 2 tiểu đoàn cao xạ 37 ly, các tiểu đoàn súng máy 12,7 ly đánh máy bay và 4 tiểu đoàn công binh cùng hàng vạn dân công bám các trục đường, bảo đảm giao thông, nên suốt thời gian chiến dịch chỉ có 37 đêm đường bị tắc ở một số đoạn. Tướng Nava đã thừa nhận, hiếm có đoạn đường nào bị đứt quá 24 giờ. Hơn nữa, trong thời gian đường bị cắt đứt, việc vận chuyển vẫn được tiếp tục bằng cách chuyển tải hoặc đi vòng đường khác. Công tác hậu cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cho bộ đội chiến đấu liên tục, dài ngày trên địa bàn xa hậu phương, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Ngã ba Cò Nòi là một cửa ải, tất cả những người ra trận đều phải vượt qua." Trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi là điểm nối giữa quốc lộ 41 với quốc lộ 13, là một thung lũng hẹp và sâu, hai bên là đồi đất, nằm ở tọa độ rất thuận lợi cho không quân Pháp đánh phá. Tất cả mọi hoạt động chi viện lực lượng, vận chuyển vũ khí, lương thực, dân công từ Yên Bái sang, từ đồng bằng Bắc Bộ lên Điện Biên Phủ đều phải qua điểm nút ngã ba trọng điểm này. Pháp triệt để lợi dụng điểm yếu của ngã ba Cò Nòi để tập trung không quân đánh phá ác liệt nhằm chặn đứt con đường huyết mạch duy nhất lên Điện Biên Phủ. Số lần đánh phá ngày một dày đặc hơn, quy mô bán kính ngày một lớn. Cứ 13 phút, địch lại ném bom bắn phá một lần. Có ngày chúng ném xuống đây 300 quả bom phá, bom nổ chậm, bom bươm bướm với trọng lượng 69 tấn thuốc nổ. Trong thành tích làm đường, giữ đường, đảm bảo giao thông được thông suốt, phải kể đến chiến công phá bom nổ chậm của các đồng chí Cao Xuân Thọ, đồng chí Nguyễn Tiến Thụ, đồng chí Trần Văn Cam. Trong đó đặc biệt phải kể đến đồng chí Trịnh Văn Huyền, đội trưởng đội phá bom đại đội 293, đội thanh niên xung phong 34, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chuyện về người anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong, Trịnh Văn Huyền. Đồng chí Trịnh Văn Huyền có tên thật là Lê Văn Huyền, bí danh Lê Đình Cường, sinh ra ở làng Tràng Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nghèo khó. Năm 1941, mới 11 tuổi nhưng đã có 3 năm đi ở, làm thuê do không may làm mất con trâu của địa chủ Nguyễn Cựu Yêm mà ông phải bán mình cho trung nông Trịnh Văn Hình ở Can Lộc với giá 100 đồng Đông Dương. Và từ họ Lê, ông bị đổi thành họ Trịnh, về sống trong gia đình họ Trịnh. Ông tích cực cày bừa, chăn nuôi, phụ giúp cha nuôi và tham gia các hoạt động ở địa phương.
khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ông được bầu làm phân đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Cứu quốc và đội trưởng đội du kích thôn Phúc Trường. Tiếp tục tham gia dân công, phục vụ các chiến dịch, rồi chuyển sang bộ đội chủ lực. Giữa năm 1953, ông xin đơn vị chuyển sang thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đơn vị ông Huyền đóng quân ở đèo Trạm, qua phà Tạ Khoa, Sơn La. Đèo chỉ dài khoảng 10 km, nhưng ngoắt ngoéo. Đường toàn đất, nhưng lại có nhiều mỏm đá nhô ra. Nơi này, máy bay của Pháp thả bom rất nhiều, đường lầy lội khủng khiếp. Đơn vị được giao nhiệm vụ. Nếu máy bay địch đến đánh phá Tạ Khoa thì phải đánh trả. Nếu chúng bỏ bom thì phải bắn đuổi để chúng không thả bom trúng đường. Chuyển đất đá lên đèo để lấp hố bom, sửa đường cho xe chạy. Phá những mỏm đá vướng nhô ra đường để xe đi không vướng. Nếu địch thả bom thì phải đi cắm tiêu, phá bom nổ chậm. Trong thời gian ở đó, anh em trong đơn vị đã nghĩ ra nhiều sáng kiến để tăng năng suất công việc. Ông Huyền kể, đầu tiên là việc chuyển 600 mét khối đất đá lên đèo Trẹn để lấp hố bom. Đường lên dốc quá, anh em gánh đá không quen vì đa phần là học sinh mới ra trường. Đã 10 ngày mà vận chuyển không được bao nhiêu. Công việc vất vả, làm mấy ngày không được làm mấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không hoàn thành đúng thời hạn cấp trên giao. Ông suy nghĩ và xin phép cấp trên cho phân công lại công việc. Được đại đội trưởng đồng ý, ông chia đoạn đường ra làm 3. Đoạn dốc cao, dốc vừa và dốc ít. Chúng tôi chọn những anh em khỏe nhất, những người đã từng quen công việc gánh gồng từ trước phụ trách đoạn dốc nhất. Những người chưa quen việc yếu nhất thì phụ trách đoạn dốc ít. Đến khi ai mệt quá thì đổi vị trí cho nhau. Làm theo dây chuyền như thế, năng suất lên cao dần. Ngay ngày đầu tiên, khối lượng chúng tôi vận chuyển được đã tăng gấp 3-4 lần hôm trước. Rồi năng suất cứ tăng dần lên. Chỉ mấy ngày sau, chúng tôi đã chuyển xong 600 mét khối đá lên lấp xong các hố bom. Đường vừa chữa xong, thực dân Pháp lại cho máy bay đến thả bom phá. Anh em trong đội lại đi cắm tiêu đánh dấu bom nổ chậm, rồi tìm cách phá bom bươm bướm. Đây là loại bom do Mỹ sản xuất. Một quả mẹ chứa hàng trăm quả con. Những quả bom nhỏ nằm trên mặt đất, cứ động vào là nó xòe cánh bay lên và nổ tung. Lúc đầu anh em chưa biết, hay bị trúng bom bươm bướm, thương vong nhiều. Sau đó anh em nghiên cứu và nghĩ ra cách đào hố nhỏ cách quả bom khoảng 5 mét, đủ một người ngồi nấp. Sau đó dùng cây tre dài chọc vào quả bom, rồi lại núp xuống hố tránh. Thế là phá được bom bươm bướm. Cách phá bom nổ chậm thì khó hơn nhiều, vì quả bom nằm dưới đất, lại không biết nó sẽ nổ lúc nào. Anh em chia ra, 5 người một tổ, nằm nghiêng dưới đất, rồi dùng xẻng đào đất xung quanh quả bom. Đến khi thấy cánh ở đuôi quả bom nhô ra thì buộc dây mìn, thuốc mìn vào cổ quả bom, cánh bom. Dây dẫn dòng ra xa khoảng 10 mét, ở đó có một hố đào. Người phá bom nằm ngay sát xuống và châm ngòi nổ. Ông Huyền nhớ lại, tôi làm quả bom đầu tiên, khi nó vừa nổ xong, anh em ở phía sau chạy ao lên hỏi, có bị thương không? Đến khi thấy tôi không sao, anh em mừng lắm. Cứ như thế chúng tôi phá được hết bom nổ chậm. Bom phá xong thì cả đơn vị lại ao lên san đất làm đường. Sau này, ông cùng với anh em trong đơn vị còn nghiên cứu ra nhiều sáng kiến để phá mỏm đá thông đường cho xe chạy. Đan dọ đựng đá để chặn dòng nước cho xe đi qua ngầm. Cuối tháng 4 năm 1954, chiến dịch có biến chuyển. Hàng hóa xe cộ tập trung dồn dập. Quân ta đang bao vây Điện Biên, cần rất nhiều đạn. Việc cung cấp đạn cho tiền phương cũng rất quan trọng. Vì yêu cầu cung cấp đạn, nên xe chở đạn phải chở cả ban ngày. Địch cũng biết điều đó, nên chúng càng bắn phá đèo Pha Đin ghê gớm. Ông Huyền chia sẻ, hôm đó là một ngày cuối tháng 4 năm 1954. Tôi gác trên đèo Pha Đin thì có 4 chiếc máy bay địch đến bắn phá. Một lúc sau, một cột khói ở hướng doanh trại bốc lên. Tưởng doanh trại bị bắn trúng, tôi hô anh em chạy về cứu. Trên đường chạy về, một quả đạn nổ ngay gần tôi. Mảnh đạn văng vào mặt, vào chân, vào đầu. Máu chảy rất nhiều. Tôi mặc kệ, chạy đến chỗ cột khói thì mới phát hiện có một đoàn xe ô tô của ta ở đó. Cột khói đó là từ cabin chiếc xe ô tô chở đạn cỡ lớn cung cấp cho chiến trường. Thì ra, lệnh từ mặt trận yêu cầu chở đạn cỡ lớn lên phục vụ chiến dịch. Nhưng xe đến đèo Pha Đin thì bị máy bay địch phát hiện và nổ súng. Ông Huyền lập tức phân công anh em. Người lên xe bóp còi báo động, còn mình thì vừa hô anh em vào cứu đạn, vừa tự mình chạy vào bốc đạn xuống. Đơn vị dỡ được hơn chục viên đạn,
thì đám cháy đã lớn, đạn đã có nguy cơ nổ, nên ông bảo anh em dừng lại cho an toàn. Quan sát thấy có một tao ly xuống khe núi khoảng 40 mét, ông hướng dẫn anh em lái xe xuống khe suối, như thế bảo vệ được cả xe cả đạn. Đến chiếc xe cuối cùng thì trong khe hết chỗ, ông lại hô anh em dỡ hết đạn xuống, còn xe thì đành phải để lại trên đèo, sau bị địch bắn cháy. Lần đó, ông Huyền đã cứu được 8 xe ô tô và hơn 400 viên đạn đại bác cỡ 105 ly. Đây là một số lượng đạn rất lớn, rất quan trọng với quân ta lúc đó. Hành động dũng cảm của ông đã được Bác Hồ khen ngợi và tặng một chiếc áo lụa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen ngợi. Ông được nhà nước tặng thưởng huân chương và được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cử đi Warsawa dự Hội nghị Thanh niên ưu tú thế giới vào tháng 7 năm 1955. Vinh dự 3 lần được Bác khen. Lần thứ nhất, báo Nhân dân số 140 ra năm 1954 có bài viết Tình hữu ái giai cấp của Bác Hồ với bút danh CB. Trong bài báo, Bác Hồ đã biểu dương việc anh hùng Trịnh Văn Huyền nhường nhịn, lo toan cho đồng đội, không chút nghĩ đến bản thân. Rời quê nghèo Đức Thọ, Hà Tĩnh, lên đường, được bạn bè và người thân biếu ít tiền, ông bỏ ra mua luôn 5 lạng thuốc lào cho anh em trong đơn vị dùng chung và 5 con gà, 1 con lợn đem theo nuôi trên đường. Ông thường giúp những đồng đội bị đau chân, xương vai nên đã gánh tới 50-60kg, nhiều ngày gánh tới 80kg. Đi đường, ông Huyền còn để mắt hái rau rừng, xin lá khoai lang của người dân ven đường để thêm rau tươi cho bữa ăn của anh em. Lần thứ hai, bài báo Thanh niên kiểu mẫu cũng với bút danh CB đăng trên báo Nhân dân ngày 17 tháng 3 năm 1955. Bác đã biểu dương đồng chí Huyền siêng năng, nhiều sáng kiến, gan dạ, có tinh thần đoàn kết. Lần thứ ba, giữa tháng 5 năm 1962, trong bài nói chuyện tại trường cán bộ thương nghiệp Mai Dịch, Hà Nội, Bác Hồ lại một lần nữa tuyên dương anh hùng Trịnh Văn Huyền về tinh thần kiên trì học tập. Khi vào thanh niên xung phong, mới thoát nạn mù chữ. Khi chuyển lên xây dựng nhà máy ở Việt Trì, ông tranh thủ học bổ túc văn hóa ban đêm, cách nơi làm việc 12 km. Vừa học phổ thông, vừa nghiên cứu các giáo trình về cơ khí, ông đã nâng cao được trình độ học vấn, tiếp tục xứng danh là cây sáng kiến. Điển hình cho các sáng kiến của ông là thiết kế trạm trộn bê tông dài 120 m, đổ gần 3.000 mét khối bê tông trong thời gian ngắn, được chuyên gia Liên Xô thưởng 500 rúp. Rồi sáng kiến dùng máy phun bê tông xử lý hiện tượng rỗ chân cột bể chứa 400 mét khối nước trên đỉnh đồi, làm lợi cho công trình với số tiền lớn. Cả đời phấn đấu không ngừng nghỉ, ông Trịnh Văn Huyền đã 25 lần được bầu là chiến sĩ thi đua, được tặng thưởng hàng trăm bằng khen, giấy khen các loại. Tháng 7 năm 2014, ở tuổi 84, ông được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời gian trôi qua theo năm tháng, nhưng tinh thần sẵn sàng xung phong đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi thử thách ác liệt của thế hệ thanh niên xung phong trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vẫn luôn là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ thanh niên Việt Nam vươn lên. Hào khí của thanh niên xung phong trong cách mạng Việt Nam vẫn âm vang, thôi thúc hàng triệu trái tim của tuổi trẻ Việt Nam tình nguyện lên rừng, xuống biển, làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần chiến đấu của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Văn Huyền để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn trong các số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!